kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review xe của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm thật thú vị trên kênh của chúng tôi. Xe điện Hyundai Ioniq 5 có giá bán 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức phân khối mẫu xe điện Ioniq 5 sản xuất tại Việt Nam với giá bán từ 1,3 tỷ đồng năm 2022. Trước những định hướng của chính phủ trong việc tập trung phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, Hyundai Thành Công đã giới thiệu mẫu xe điện Ioniq 5, mẫu xe điện cao cấp của Hyundai Motor, và nhận được nhiều phản hồi tích cực của thị trường. Trong hơn một năm qua, HTV đã cùng với các đối tượng nghiên cứu đánh giá sản phẩm và điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, cũng như phát triển các giải pháp phục vụ nhu cầu của khách hàng và thị trường. Với những kết quả có được, mẫu Ioniq 5 chính thức sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công số 2, nhà máy với công nghệ hiện đại, được khánh thành và đi vào sản xuất từ cuối năm 2022. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe điện công nghệ cao của Hyundai Motor được sản xuất tại Việt Nam, đặt nền tảng cho các mẫu xe tiếp theo có thể xuất hiện và đem đến cho khách hàng một hệ sinh thái điện đầy đủ mang dấu ấn của Hyundai Motor cũng như tập đoàn Thành Công. Ioniq 5 được xếp là mẫu xe điện chuẩn mực và tiên phong trong ngành ô tô điện nói riêng, cũng như xu hướng phát triển ô tô trong tương lai với hàng loạt giải thưởng danh giá. Mới đây nhất, Ioniq 5 nhận được bộ 3 giải thưởng xe của năm, xe điện của năm với thiết kế xe của năm trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York năm 2022. Trước đó, Ioniq 5 cũng nhận được các giải thưởng xe của năm tại Đức, Anh, châu Âu. Ioniq 5 được xây dựng trên nền tảng EGMP, sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. Ioniq 5 là mẫu xe thuần điện BEV với hệ thống sạc pin đáp ứng cấu trúc điện kép 400V trên 800V. Tiên tiến bậc nhất cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 300kW với tốc độ sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 18 phút và 56 phút với trạm sạc 50kW để sạc từ 20 đến 80% nếu sử dụng bộ sạc AC công suất 7,7 10,9 kW thì chỉ mất khoảng 6 đến 9 giờ để sạc đầy 100%. Các công nghệ nền tảng cốt lõi EGMP, đây là nền tảng phát triển xe điện độc quyền của Hyundai Motor. Thông qua cách thức mô đun hóa và tối chuẩn hóa, có thể đáp ứng nhanh hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Toàn bộ các mẫu xe điện của Hyundai Motor hiện nay như Ioniq 5, Ioniq 6 và Ioniq 7, sau ra mắt cho đến các mẫu xe điện của Genesis cũng đều được xây dựng trên nền tảng này. EGMP này cho phép xe tối đa hóa sức mạnh cũng như đặc tính sản phẩm mà sản xuất hướng đến trong phân khúc. Nó cũng đảm bảo sự an toàn của hành khách trong một thân xe có khả năng bảo vệ cao, đồng thời cung cấp không gian rộng rãi vượt trội. Thiết kế ấn tượng mang phong cách tương lai, Ioniq 5 sở hữu thiết kế đậm bản sắc tương lai, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện hành của Hyundai. Ioniq 5 là một tuyên bố về thiết kế mang đến cái nhìn lạc quan với những gì khách hàng có thể mong đợi trong kỷ nguyên xe điện. Ông Sang Jup Lee, Phó Chủ tịch Hyundai Motor cho biết, không gian nội thất thông minh. Ioniq 5 sở hữu không gian nội thất được Hyundai gọi là Smart Living Space, một không gian thông minh. Điểm tạo ấn tượng của nội thất Ioniq 5 là bệ tì tay trung tâm di động sáng tạo, có thể chở di động hành trình 140mm, giúp hành khách có thể thêm không gian khi sử dụng xe, nhằm giúp việc sử dụng và đi lại của khách hàng trở nên thuận tiện. Bên cạnh đó, HTV cũng đang phát triển cùng các đối tác mạng lưới chạm sạc trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu năm 2024 sẽ phủ 80% các tỉnh thành. Vâng, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục review xe của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!